Ok, xin chào, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái bài học quan trọng khi bạn đi đầu tư bất động sản. Và cái này cũng như rất là nhiều bạn mà đặt cho tôi cái câu hỏi là em sắp bán một cái tài sản, em sắp cho thuê một cái bất động sản, thế thì em cần phải lưu ý cái điều gì? Và có thể có những trường hợp mà bạn mất rất nhiều tiền, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng, sau đó bạn mới học được cái bài học mà tôi sắp chia sẻ cho bạn này. Thì bạn hãy ghi nó vào cái quyển sổ thông thái của mình, cái bài học này. Đó có tên là 3 kỹ năng cần có khi bạn bán hoặc cho thuê tài sản. 3 kỹ năng cần có. Thì kỹ năng số 1, trước khi bạn bán tài sản, bạn cần phải lưu ý là một, định giá lại cái tài sản đó. Tôi ví dụ, có thể bạn đã từng nghe những câu chuyện kiểu như này. Cái người A, ví dụ là bạn sau khi mà bạn bán cái tài sản sang cho người B, thế thì vừa bán xong hôm trước, ví dụ bạn bán 10 đồng, nhưng mà chỉ cái người B sau khi mua tài sản của bạn 10 đồng xong, thì đúng khoảng độ 1 tháng sau, 2 tháng sau hoặc 3 tháng sau, anh ta bán 12 đồng, anh ta kiếm 20% lợi nhuận. Bạn hãy thử hình dung là cái số tiền 20% đó hoặc 2 đồng đó nó tương ứng với lại là 200 triệu đồng hoặc là 2 tỷ đồng. Đấy. Thì bạn cảm thấy rất là tiếc nuối bởi vì bạn đã bán quá rẻ cho cái người B đó. Thì ở đây, trước khi đầu tư một cái tài sản, trong nhiều trường hợp bạn cần phải tiến hành định giá lại cái tài sản đó. Tôi ví dụ, có người thì là cho thuê cái nhà của mình 30 triệu một tháng bởi vì mình thấy bên kia người ta cho thuê như thế. Thế thì sau khi cho thuê xong 30 triệu một tháng, thì một thời gian sau mình mới thấy là đáng nhẽ cái nhà của mình có thể cho thuê được là 40 triệu một tháng, tức được cái giá nó tốt hơn như thế, bởi vì nhiều người sẵn sàng trả cho bạn 40 triệu khi thuê cái vị trí đấy của nhà bạn. Như vậy bạn đã bị lệch mất bao nhiêu tiền? 10 triệu đồng một tháng. Và một năm bạn bị lệch mất 120 triệu. Bạn đã chót ký một cái bản hợp đồng 5 năm, như vậy bạn bị lệch mất 600 triệu đồng trong cái thương vụ vừa rồi. Cái sai lầm ở đây là bạn đã không định giá lại tài sản nhà mình trước khi tiến hành bán và cho thuê. Thì cái kỹ năng đầu tiên mà trước khi bạn bán và cho thuê tài sản là bạn cần phải định giá lại nó. Kỹ năng số 2, làm thế nào để người ta biết đến cái nhà của bạn đang bán và cho thuê. Đấy, kỹ năng số 2 đó là bạn hãy ghi xuống kỹ năng marketing hay quảng cáo cái tài sản của bạn. Thế thì nhiều người khi họ bán cái nhà họ bán mãi không được, bán cái mảnh đất bán mãi không được, bán cái bất động sản hay cho thuê cái bất động sản mãi không được. Bởi vì thực ra là khi tôi hỏi họ mình đã quảng cáo hay mình marketing chưa? Đấy, thì câu trả lời là tôi cũng chưa quảng cáo gì cả. Và họ cứ kêu là mãi không bán được. Thực ra họ có một động tác quảng cáo duy nhất, tôi ví dụ họ dán một cái tờ giấy trước cửa nhà bán nhà, và đó là lý do tại sao mà họ không bán được. Đấy. Thì đôi khi họ không biết cái cách làm marketing quảng cáo cái tài sản, làm thế nào để bán, làm thế nào để nhiều người biết đến cái tài sản của mình đang bán cho thuê. Thì bạn nên triển khai trên nhiều cái kênh marketing khác nhau để cho mọi người biết đến. Và tôi ví dụ như bạn có thể quảng cáo trên internet là một cách khiến cho nhiều người biết đến cái tài sản của bạn. Internet sẽ giúp cho bạn tiếp cận hàng vạn người. Đấy. Biết đến cái tài sản của bạn đang bán và cho thuê. Như vậy kỹ năng số 2 ở đây là marketing. Kỹ năng số 3 là khi khách hàng biết đến tài sản của bạn và khi mà bạn giới thiệu về cái nhà của bạn thì người ta không thấy được cái nhà của bạn có cái điểm gì nó hay cả, và người ta thấy là không cần phải ra quyết định ngay, có thể cứ bình tĩnh, cứ từ từ, và họ nói với bạn là tôi sẽ về, tôi trao đổi với gia đình mình, trao đổi với lại các lãnh đạo và trao đổi với ban giám đốc, rồi sau đó thì tôi sẽ báo lại. Đấy. Thì do không có kỹ năng thứ ba ở đây là kỹ năng bán hàng hay là chốt sale bất động sản, và nó khiến cho bạn bán tài sản rất lâu. Có những người tôi thấy là họ mất 1 năm họ không bán được nhà, không bán được tài sản. Có những người mất 2 năm không bán được. Có những người mất nửa năm, 6 tháng không bán được nhà. Và họ không tính được câu chuyện là tiền, thời gian ấy. Ví dụ 6 tháng trôi qua đấy họ đã lỡ rất nhiều cái cơ hội tuyệt vời. 6 tháng trôi qua đấy đáng nhẽ bán được, gửi vào ngân hàng họ đã được bao nhiêu tiền. Họ không tính được là thời gian cũng là tiền bạc. Như vậy qua cái những cái câu chuyện vừa rồi thì bạn hiểu là có 3 cái kỹ năng cần có khi trước khi bạn bán cho thuê tài sản. 1, định giá lại tài sản. 2, marketing nó. Và 3 là bán cái tài sản đó. Một cái kỹ năng nữa mà trong nhiều trường hợp bạn có thể bổ sung thêm, đó là đôi khi bạn cần phải biết cải tạo cái tài sản đó. Thì nếu bạn sử dụng 4 cái kỹ năng này thì đôi khi cái việc bán tài sản của bạn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế thì sai lầm của nhiều người là họ bán mãi không được tài sản. Đấy.
và họ không cho thuê được tài sản. Đấy. Và họ không biết là họ cần phải cải thiện những cái kỹ năng nào. Đấy. Ở đây thì tôi hướng dẫn cho bạn là chúng ta cần phải định giá, marketing, bán hàng và cải tạo tài sản. Đấy. Thì hy vọng qua video này sẽ giúp ích cho bạn, và tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn khi đi đầu tư.